Hello mọi người nha, Hoàng vừa xuống tới nhà anh Long nha. Hiện tại bây giờ là 10 giờ trưa. Đây mưa bão mọi người. Đi từ Bình Dương xuống thì tầm khoảng 40 phút. Đây mưa bão nha. Hôm nay thì Hoàng sẽ chở anh Long qua cùng với chị Ngọc Quyền tập vũ đạo. Tập vũ đạo chuẩn bị cho buổi buổi hát thập tứ nữ anh hào Kim Tiểu Long đóng Dương Tùng Bảo nha. Dương Tùng Bảo, chị Quyền đóng Một Quế Anh mọi người. Tí nữa mà qua đó có gì hay thì Hoàng tiếp tục quay cho bà con mình xem nha. Giờ chạy xe về rồi tắm rửa sạch sẽ. Nãy giờ mắc mưa người cũng dính nhiều nước mưa mọi người. Mưa chiều buồn lắm người ơi. Bài gì? Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn đây nhớ mẹ ở phương trời nào, mẹ bây giờ có nhớ con không, tuổi 12 con phải xa gia đình coi cúc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Hết bữa nữa kia Kim Tiểu Hoàng sẽ hát, ráng học thuộc vài bài mọi người, ráng học thuộc vài bài tới chùa hát hát cúng dường luôn nha. Hoàng cố gắng hát từ từ, tập từ từ, hy vọng sẽ hay nha mọi người. Mưa chiều buồn lắm người ơi. Bé đôi chữ tình Hoàng hát chủ yếu là vui vẻ phục vụ bà con mình thôi. Tới đây phải quay đầu lại mọi người. Về gần tới nhà anh Long phải quay đầu lại. Sắp tới giỗ tổ rồi. Sắp tới giỗ tổ tại nhà anh Long rồi. Rồi Hoàng xin vô trong để thay đồ mọi người. Rồi ước nha. Tí nữa quay được gì sẽ quay tiếp cho con mình xem nha.
Có trình cày hả cô? Đó, đây nè, quay kìa, để lát kìa, Dũng gửi cho Dung kìa. Đây, dạ. Cũng yêu động vật. Đẹp lắm. Rồi anh phóng xuống. Nãy giờ ăn kia cái cô đi mà... chung với anh em không, này hả? Bạn mới quen. À, mới quen ở đây. Tới đây rồi có... ở đằng kia là đi quay. À, cái dạ. Loại là thấy trong này là có hai người à. Em loại... trai là nhiếp ảnh hả? À không, em thích chụp ảnh thôi. À, à nãy giờ thấy chưa? Thấy con sóc nào chưa? À có, anh chụp được nhiều lắm rồi. Em chụp nhiều lắm rồi. Vậy nó ăn mấy cái trái cây trên à không cho bánh mì ở các cây đó, có cây là nó tự nó thấy ha. Đem vô cắt phanh 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 rồi thảy ở dưới gốc đó. Mà nó thấy người nó sợ nó không, à, nó không xuống cô ra. Cô để bánh với đồ đây nè, à, có chim. Chim với sóc. Chim bên kia rất là nhiều nha mọi người. Để bánh mì cô Ngọc Dung vô sớm để bánh mì à, cho chim với lại sóc ăn nha. Cô hồi nãy cô đi với ai? Rồi cô gửi xe ở đâu? À, cô ở gần đây không? Hả? Cô ở gần đây không? Cô ở qua cầu Thăm Lương quẹo trái. Ở xa vậy 12. Hả? Ừ. Ủa anh đi tìm chưa thấy cho toilet nữa kìa. Toilet ở bên đây mà anh đi không thấy. Hồi nãy ta chỉ ở trên này. Ờ, à, nó mấy cái nhà đó. Đường này nè. Bị lo làm này không để ý. Dạ. Vậy mà cô một mình cô mà nhiều đồ đây hả? Là tại vì nè, thôi để cô tâm sự luôn nha. Dạ. Nè, thịt nè, xin đó cái chỗ người ta làm gà, người ta bỏ phao câu, người ta bỏ đầu cánh này đó, dạ. Đem về luộc mới cắt, rồi cho mấy chú chó quan rồi đó. Dạ. Ai về đâu cái tè hai chú mèo. Ừ. Ủa, hồi đầu là chỉ có một thôi, Dũng thấy, ý kìa mèo lại giả quay, à, dạ. Thì Dung mới lợi cho ăn, ai về đâu giả chưa ăn hết, thấy sao ăn giữa chừng bỏ té ra đi về dắt con ra ăn. Ồ, thấy cái nghĩa tình chưa? Dạ. À, tình coi của mình đã thấy cái tình mẫu tử không? Hay ha. Đó, à, thành ra nó hay ở đó nãy giờ đó. Dạ. Cái tưởng làm sao? Mấy chó đó chứ, mấy chú chó đó bên kia cái gì? Nãy hai chú mèo. À. Chó đâu không thấy. Hai chú mèo. Cái tưởng sao? Ăn xong rồi cái thấy sóc ta xuống tay nó đang rình rình nó trời ơi, Dũng ơi làm ơn là can dùng. Chứ để lỡ mà chị Dung cho sóc ăn mà nó xuống nó chụp sóc có lúc đó mình hối hận á. Trời ơi, rình rình mất. Cái xe người ta chạy ngang qua giờ sợ giờ phóng. Tại vì mèo với chó là nó thích sóc lắm. À, cái đó. Bailey. Hên đâu là mà bây giờ mưa xong là trời quang mây tạnh. Dạ. Mấy ngày nay ngày nào cũng mưa hết trơn. Đúng rồi. Trời, thấy thương mấy người ta mua bán mà cứ vậy vậy. Khổ. Nhớ mỗi lần mà chiều á mà ông trời ông âm u là nhớ cái hồi mà đi doanh thu á, đi diễn doanh thu á, ôi yeah. Trời ơi cái buồn chung rầu rát tới đó. Dạ. Yeah. Mưa thì đâu có diễn được vậy này á, tụi tôi vô nhà cũng muốn ha, đó là cái này ta gọi là miếng mảng là phóng lên ngựa, ví dụ như à, chứ nếu không có căn bản phóng lên đi luôn hả? Yeah. À, nó bay cái ra ngựa luôn, thành ra đây là nó ít. Cô Dung, Ngọc Dung múa rất là đẹp nha mọi người. Thì nói ngay cái đó là cái may mắn. Dạ. À, nếu Dung xin lỗi, con tên gì? À, con tên Hoàng. À Hoàng nè, là biết không, cái nghề á, nếu mà chị Dung á, năm nay ăn cơm tổ là cũng gần 60 năm nha. Dạ. Là Dung nói là khẳng định là hờ nghệ thuật sân khấu học suốt đời không hết. Dạ. Giờ chị Dung vẫn còn học mãi mãi. Thì nhưng mà chỉ có cái may mắn là mình có năng khiếu hay không là lúc chị Dung đi dạy rồi Dung mới biết. Dạ. Chứ còn thầy cô dù có giỏi cỡ nào như học trò nó học ví dụ 10 đứa đi mà nó không mà nó có năng khiếu thì được 2-3 đứa là dạ. Cũng mừng lắm rồi, nó không có năng khiếu thì không thể nào ép nó được là để cho nó hát qua văn đi, nó ca hát đi, nó không dạ. Có năng khiếu thì nó học vũ đạo là không dạ. Có tiền dạ. Để tâm tới rồi phải suy dữ nó lắm khó. Rồi mới làm được, có nghĩa là cái khuôn cũng như bây giờ là giờ ví dụ ngành gỗ ha làm khắc á, khéo tay thì mới được chứ còn mà không rồi. Khéo tay ai mà giao cho cái chuyện mà để khắc vẽ trổ chạm rồi đó,
người ta chỉ là làm những cái hàng lớn thôi, dạ. Không? Rồi cũng như ở bên mình đi lại bên thợ bọc làm đã chuyên, mình có cái năng khiếu bên đó mà đi bỏ qua làm thợ thồ, làm cực chẳng đã là tại đi làm để kiếm cơm thôi, dạ. Thấy không? Còn dung hồi mà lúc mà chỉ là giao cái vai nào thì mình lo mình hát cái vai đó, chứ không có hiểu được là có năng khiếu hay không có năng khiếu đó. Ông thầy, dạ, ông mới nhận xét, ông thấy biết mình, ông... Rồi tới bây giờ chị Dung mới đi dạy thì mới biết là có, dạ, năng khiếu hay không. Ví dụ, dạ, Dung nhìn nè, Võ Minh Lâm nè, Hoàng Hải nè, dưới đây nè, đó là có năng khiếu là về vũ đạo. Nhưng thành ra khó giải thích, dạ, là nó có năng khiếu mà không biết làm sao để giải thích có năng khiếu như nãy Dung nói đó, dạ. Chứ không có nghĩa là cùng học với nhau, Hoàng cũng học, dạ, Dũng cũng học, Tâm cũng học. Nhưng mà có năng khiếu hay không là cái người nhận xét, là cái người, dạ, dạy, dạ, là mới biết. Khó lắm. Bây giờ em không nói sơ cái vụ này, khi mình cầm cái cây giáo mình lo ăn đó, mọi người còn trải nghiệm, trải nghiệm những cái đường giáo của cô Ngọc Dung là lo ăn nè, dạ, là những cái nè, đúng không, dạ, là lo ăn, đúng không, rồi còn cái lo trước mặt nè, đó là những cái căn bản này mà không học hát rồi cũng học, cũng học vậy còn tiếp thu được hay không là do, dạ, học đó là phía trước mặt ha, dạ, mà nói gì, thấy cái sau lưng này nó mới khó, dạ, đó. Là những cái động tác cơ bản mình phải học trước, đúng không, dạ. Này là đam mê dữ lắm mới ra như vậy nha mọi đúng người rồi. Chứ không phải đơn giản mà ra như vậy đâu nha. Đạo mắt. Sóc hả cô? Sóc, có bao nhiêu nè? Kế. Phải chút xíu. À, đó, đó, kinh cây đó. Đang múa cái bát quay, thấy không kìa. Sóc hay là con nhạn? Mọi người chứ không thấy, quay phim không thấy được đâu, nó nằm ở trên cây. Nó vô cây rồi. Đang múa mà cô Ngọc Dung cũng nhìn thấy con sóc được luôn.